Tao hỏi nè, tại tao hỏi nè, tại trận nào mình cũng bắn anh giết anh nên là anh bắn anh luôn, không phải nghĩ là anh đang nghi ngờ rồi. Alo, tao hỏi nè. Nếu mà tốt ấy, mình có nhìn thấy con vịt không? Hả? Mình là kẻ trước thì mình có thấy con vịt không? Không. Không. Ôi, ngoài cái cống ở đoạn nào với mọi người? Em làm kỹ sư mấy vắng rồi mà không biết cống ở đâu. Nó sẽ tưởng mình là con hay là Ở con đâu vịt nữa? hay là con đâu là con mình là vịt Để đúng con. không? Đúng. Bích mày nghe giọng chưa này. Chỉ có con vịt nhìn thấy mày là đồng loại của nó thôi, chúng mày cũng phải biết tìm là đúng. Lũ lũ chưa làm gì mà phải chừng chết nhỉ? Con vịt nào làm nhập đang làm nhiệm vụ anh nhập bắn. Xong rồi đang làm nhiệm vụ anh nhập bắn. Tao trời phải chơi như thế. Thằng nạt gì tao. Lúc đấy anh cũng đang muốn là chứng minh cho chúng nó biết là anh là cảnh sát trưởng không? Anh bắn mày luôn. Thằng ngu thế tao đạt ngu ta la bom đi cái bom chứ mày phải đợi lúc xong xong mới xong mới đúng rồi em béo ơi ảo với lùi đúng rồi đạt ngu mà được rồi cái bom tức là chú truyền tay bom à tay ừ xong rồi đưa chúng ta mới thì có cái nút đấy mà có cái nút chuyển đấy chết nhưng mà xong rồi nút chuyển ở đâu thấy thấy bom 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 có về lại tay được được kẻ đặt bom không? Có tức là có thể là tự tự giết chết mình được. Ừ. Đứa khác đưa bom cho mày là mày luôn. Đã đây mày đang chơi laptop hay là điện thoại? Thằng Nam áo vậy hả? Đi vậy. Ví dụ trên laptop chơi bom thì chơi gì? Duyên rồi. Wow. Duyên chắc đang bảo bạn. Chuyển bom mẹ nhá. Bom mẹ nhá. Cứ vào ván cuối đi ngủ nào. Chúng mày thằng chiều tối làm vịt nhiều vãi lồn tao thề luôn. Chết trường luôn đấy. Được phát làm công an trưởng thì MVP. Anh cho em một đỏ ấy. Đây. Em màu đỏ. Em màu đỏ. Đủ ấy, lên sẵn sàng nhé. Không game nào. Quang lên, đang chế độ bắn đá. Quang lên chế độ xem kìa. Xem kìa. Từ. Rồi, rồi, rồi. Duyên đâu? Quang. Duyên đây. Quang đâu? Quang, báo với trường. Đây. Quang cam ấy. Nè. 20 rồi. Trời ơi, lại số 10 rồi. Chơi khổ vãi. Số 10, em số 10 mà anh. Gián điệp là vịt hay là người? Vịt. Giết được người nhé. Nếu bạn là người duy nhất bỏ phiếu một ai đó biết được vai trò của họ. Không phải con này nhìn khỏe đấy. Nhưng vai trò đặc biệt. Ui. Cái con gián điệp với con ám sát này là một combo ấy. Con kia rút xong rồi biết zone luôn và ám sát bắn luôn. Cái vậy luôn. Đúng. Ác đẹp luôn. Vậy. Đẹp luôn. Ác luôn. Combo combo à. Combo làm sao con rắn điệp làm sao? Ôi đi đâu rồi. Rắn điệp vốt. Vốt một người tốt kiểu. Được nhân 2 phiếu á? Không. Có nghĩa là nếu mà một mình nó vote một người ấy thì nó sẽ biết được cái vai trò của người đấy. Giờ chú xem đứa nào mà bị vote một cái. Làm đa đa dễ chết lắm luôn. Kiểu cover luôn này.
Thầy, thầy. Hello. Em đi. Hello. Anh em cứ đi sát sát nhau. Em đi cùng nhau đi. Anh Đạt không như hôm qua nhá. Qua. Em Hoàng đang quay à? Hoàng. Sao anh biết? Anh không biết. Bắt đầu. Mẹ thằng Đức này. Mẹ thằng Đức. Đức giết em Hoàng nhá. Đức giết cái... Đức giết em Hoàng nhá. Em Hoàng. Ai có thể vậy? Anh với Đạt, anh với Đạt đi giấy. Anh Hiệp với Đạt là hai có vì sao ấy. Đức giết người nhá. Đức giết mẹ Hoàng ấy mặt tao. Lộ quá. Tao cara lắm. Lộ anh mới ở Canada vừa vào vậy. Anh Hiệp nó có vịt rồi mọi người. Chịu. Tao không giết. Tao giết Hoàng. Thôi kìa. Ba người đấy mà em giết được á. Không phải em kìa. Cày quá. Trời ơi. Trời ơi. Không nghe tao. Anh Đạt và Hiệp. Anh Hiệp là vịt rồi. Thằng Đạt không phải là vịt. Nhưng mà thằng Đạt nhí tao giết thì đéo nào Đạt ơi. Anh Hiệp là vịt thế nào ta. Anh Đạt. Quay quanh thấy mày giết mẹ Hoàng như thế nào. Anh Đạt không giết tao kìa. Sao anh Hiệp là vịt. Mấp máy. Anh Hiệp là vịt nhau người nhá. Ghi Hiệp nữa. Em chết được, em dân thôi, em chết được. Nhưng mà anh Hiệp là vịt. Anh Hiệp là vịt. Anh Hiệp là gì á? Anh Đạt. Anh Hiệp là gì á? Em. Anh là người Canada gì? Em là thầy đồng này. Em chưa tin tưởng anh đâu. Anh em trốn đi, em là thầy đồng này. Vãi, mày chưa tin tưởng anh luôn. Anh em mình thấy thằng Đức giết người đấy rồi. Ủa, có người chết rồi. À đúng rồi, hai người chết. Mày là gì? Thầy đồng nhá. Ủa? Ủa, ok, đi sửa đi. Thế này. Mình đi với nhau ấy, mình đi. Ừ. Mày sửa đâu rồi nhở? Ôi chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Đông người quá. Mọi người ơi. Ê, mọi người ơi. Ơi. Không nghe ai không? Ơi. Nghe ai không? Chưa thấy ai cả. Đi chung với anh. Ê, thằng Trường. Đây, ông này. Tao đi sớm. Có ám sát nha mọi người, đừng lộ rôn nha. Từ anh Hiệp, anh bảo có ám sát nhưng mà tại sao anh hỏi em là gì? Thế mới phải giấu anh. Anh hỏi mày thôi chứ anh có phải ám sát quá đâu. Lúc mà anh em mình đi lẻm sao? Em sợ anh không? Vãi chửa. Anh hỏi đông đông đâu. Dạ, bấm đi xem có ai chết không? Chưa có ai chết đâu, em thầy đồng mà. Em. Thằng chức sabotage rồi. Ơ đâu rồi? Đâu ấy? Không phải. Đường này à? Đây đi. Không phải luôn. Ở đây đi.
đâu nhỉ? Ê, em bảo là thằng chức xuân nó không ấy vậy, nó không di chuyển kìa. Rồi. Anh Hiệp sao anh? Rồi Hiệp cũng sửa đấy, anh Hiệp cũng sửa. Có sửa mà, hồi sớm. Anh còn chạy ra ngoài mà. Lúc em chạy vào mà, lúc em chạy vào là anh chạy ra ngoài. Anh là vịt. Mà anh chịu rồi. Thế là cũng anh là vịt được, anh cũng chịu, anh đến chịu. Hiệp là vịt đâu? Anh Hiệp là vịt. Anh Hiệp lúc nãy biết đường đến cái chỗ này. Anh biết đường nhưng mà anh không gỡ, anh không sửa. Hỏi chấm luôn ấy. Anh lúc đấy anh vào sau còn nữa đúng không? Anh đi ra sau anh lại vào sau chứ. Anh có phải là anh đi luôn đâu? Đâu, em rất là nghi anh. Mà chỉ có thế mà mày nghi anh cũng chịu mày luôn ấy. Diên đi với anh kìa đi. Anh là người Canada anh nhận rồi. Thấy chưa? Ám sát giết anh thì ám sát anh chết. Đi theo anh Hiệp. Anh đã bị chúng em kiểm soát. Ok, anh vẫn đi chủng nhiệm vụ mà. Ê, bây giờ bắn anh Hiệp xem chết là hai không? Và anh cả bắn anh Hiệp xem. Bắn thử. Sợ vai. Duyên, mày cả cảnh sát trưởng đúng không? Bắn đi. Bắn thử đi, đi bắn tao chứng kiến. Anh Hiệp. Sợ chạy rồi. Anh Hiệp chạy kìa. Dung chuông đi. Đức Anh. Mày là gì? Đức Anh. Ê, tại sao biết sửa, không mày... sửa vậy? Không, tao bảo này, tại sao anh Hiệp không đứng lại cho Duyên bắn nhỉ? Khó hiểu vãi. Thằng Trường. Trường. Nhưng mà lúc này, tao đứng với anh Hiệp. Mày có giết người không? Ê, tao đi thẳng trường nha. Nhưng mà sao? Hình như là thằng trước khi... Thằng trước đâu? Thằng trường đi nha. Thằng trường đi. Ê, nhưng mà chúng mày coi. Mày coi. Duyên, mày, tao cho mày coi cái này. Gì? Đây. Ôi! Đúng anh Hiệp rồi. Tại sao? Hiệp biết là đưa anh ngay trước mặt tao luôn. Xin lỗi, đừng nói rất nhiều. Tao đã bảo là anh Hiệp. Đừng nói rất nhiều. Hiệp xong lên nghe. Mày ăn Hiệp rồi. Những lời nói rồi. Ơ mày làm thế, mày là kẻ giả mạo à? Cái gì? Mày là kẻ giả mạo à? Không. Vì vậy tao chỉ đi trên đường. Tao cho nó nói được tìm mẹ để thằng ấy tìm mẹ để thằng Tuấn Vũ giết chết tao à? Mà tao biết là anh Hiệp giết thằng Đức Anh ngay trước mặt tao rồi. Qua đây. Anh Hiệp ơi, anh còn chắc chối gì không? Đúng ấy. Chắc chối gì không? Vậy là đã đi rồi. Anh biết anh Hiệp. Ôi, không chăn chối gì nữa. Em chết không kịp chăn chối. Tạm biệt mọi người. Tuyệt thế giới. Mọi game vẫn tiếp tục này. Em phải là trường à? Trường thằng rồi. Thức bị bắn chết à? Thằng Thức đâu? Thằng Thức bị anh Hiệp bắn rồi. Bởi vì nãy nó bảo cái gì anh Hiệp bảo đéo thì thầy đồng. Duyên ơi, mày là kỹ sư à Duyên? Mất thầy đồng rồi. Tao là chết trường. Ê, còn những thằng ở toàn thằng trường còn ai nữa? Thằng trường. Nó còn ngỗng dầu tàu đấy. Đi sửa nhá. Thank you.
dưới 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 nhanh nhanh nhanh. Đâu vậy? Vừa. Anh. Ê thằng Cường. Đây đây con đi. Này nhá, giờ còn thằng Nam giờ còn thằng ám sát, giờ kẻ ám sát. Bây giờ tao bắn thằng Trường nhá. Tao mới bắn Trường thử xem. Đây thằng Trường. Thằng Trường chạy kìa. Ờ đi mẹ đúng mẹ rồi. Trường chạy kìa. Đúng. Ê tao coi. Bố mẹ tha tử. Tao đang soi không duyên với thằng công an nhỏ chưa giết ai. Bắn cũng cứt. Tao bắn thằng Trường nhá. Để tao soi soi lốt thằng Đạt, để tao soi lốt thằng Đạt á. Đi ra tao soi lốt thằng Đạt. Ê soi đi. Thằng Đạt chưa có, thế chỉ còn thằng Nam, còn thằng Nam thôi. Ê soi tao đi. Soi tao đi, soi luôn. Đợi soi tao luôn. Ê nhá, nhá bây giờ nhá, bắn Trường hoặc Lam. Bắn Trường hoặc Lam xong rồi bắn được con lại. Đợi 10 giây còn 10 giây. Bây giờ thằng Trường soi Nam. Nếu mà thằng Nam không phải thì Duyên bắn trước luôn này. Không mẹ game, đã nhầm trước nào. Duyên bắn trước kìa. Ừ, đéo có. Không còn ai. Ê, thì Duyên ơi. Không ai. Tao là kỹ sư. Mày bắn là kỹ sư. Từ từ. Nhưng mà sao chỉ ám sát lại không hiện mạng nào này. Tao soi cả bốn đứa không có hiện mạng nào. Bởi vì chắc là còn kẻ ám sát đâu. Ê, à, hay rồi, trong lượt chơi này. Thôi đi, em ơi, nó giết đấy. Nó có kênh kênh. Chạy đi. Giết rồi. Ờ, tối thế. Ê, vào nhà đi. Bắt được xác thì nó lên đây. Đi, có mà. Tối thế. Ê nhưng mà bây giờ đâu? Alo. Vào đây. Anh kia vào đây. Chứng tỏ là địt mẹ còn thằng một thằng giết người đó, nhưng mà nó vẫn chưa dám giết. Ê nhưng mà đó là bắn trượt phát là một kia win luôn. Bây giờ nha. Đã bảo. Tao tin rồi. Thằng Thức với thằng Nam tao cũng chưa biết luôn là gì. Thì mẹ thằng Thức là kỹ sư. Sư còn ta là con ngỗng giàu giàu ấy. Con ngỗng mà tích tiền ấy, làm nhiệm vụ lấy tiền ấy. Tên là gì? Bà gàng. Nó tên là ngỗng ba gàng. Chứ gì? Sao lại? Nó là ngỗng ba gàng. Bác này làm đéo gì? Má này còn ngỗng có ba gàng. Nó Duyên ơi, mạch bác này làm đi. Duyên ơi. Thôi tách ra đi. Mỗi đứa một hướng đi. Tí đưa nào chết thì. Duyên ơi. Hả? Bị mẹ thằng Nam rồi, ghi hết rồi. Tao nói luôn. Ờ thì mẹ tao với thằng Thức đi từ đầu với nhau, thằng Thức là kỹ sư. Bởi vì là thằng Thức nói chuyện với tao, nếu không thì tao giết thằng Thức từ lâu rồi. Hay là mày không dám giết, bởi vì thì mẹ mày sợ thằng Trường soi. Mày cả không dám giết. Thịt mẹ... Ờ bây giờ... Bởi vì là thằng Thức lúc đầu là nó bảo anh Hiệp là sói đúng không? Nếu mà tao là sói thì tao phải biết thằng anh Hiệp, tao phải giết thằng Thức luôn chứ. Được không? Bây giờ... Ê, thằng Trường kìa. Ê, tất cả ra đây họp. Ra đây họp nào. Đấy nhá, bây giờ nhá. Ê, đây, thằng Trường không... Đặt. Thằng Trường không... Trong trường hợp nếu là sói thì tao lại không... Thì là trường hợp tao là sói thì tại sao tao lại nói anh Hiệp là sói đúng không? Đúng rồi. Tệ đấy. Mà trường hợp mà tao biết mày là phát hiện ra anh Hiệp là sói thì tao phải giết mày luôn chứ đúng không? Bởi vì tao đi bên riêng với thằng thằng Thức một lúc lâu cơ mà. Nãy giờ thì mẹ mày đi sát sát tao nhầm. Bởi vì nãy giờ chưa làm thì tao toàn đi chung với đông người. Bây giờ nhá. Bây giờ. Bắn ra một cái nhá. Duyên bắn trường. Bây giờ con Duyên. Thực sự nghĩ sao? Bắn thằng Thức đi. Bây giờ thì mẹ chỉ có con Duyên bắn chuẩn là được rồi. Ừ đấy. Thế á. Nam. Bây giờ mày có tin tao là kỹ sư không? Mày. Không, biết đâu mày chưa. Mày như mày làm nhéo đi. Không đạt. Ba gang. Mày làm nhéo đi. Đây tao đứng đây cho mày bắn luôn này.
có ngỗng ra cái nếu bắn sứ tao là đây bắn này đây dính dính hết lại với nhau đi chúng thằng nào thì chín chỗ này chỗ này đấu số phận số phận số phận đứng trụ màu đứng trụ màu đứng trụ màu đứng trụ màu đấy cho bắn đứng đứng ngang ra xong bắn đứng vào trong xong bắn đây đứng trụ bắn bắn đây tên xui nữa rồi điên à bây giờ bắn đi bây giờ xó giáo lộ rồi Duyên ạ mẹ tao bây giờ nào bắn đi bắn đi bắn xong rồi tao lại quật bắn đi à, mà, bắn xong bắn thua là thua mẹ nhau rồi sao ấy không thua được bắn thì quật nhanh thì không sao bắn đi còn tao nghĩ làm trước không bây giờ mình làm ấy nhưng mà từ từ nào từ từ tao bảo sợ bắn chim bây giờ có bốn thằng thì cứ bắn đi chết một thằng từ từ tao bảo đã xong rồi bỏ xong luôn hay là thằng nam tôi làm được nguyên định cho random này nhá. Ê ê tao bảo nhưng mà tao bảo bây giờ đứa nào cũng nhận là người bây giờ bắn xong thì được quyền report luôn từ từ tao bảo đúng không tao bảo này im tao bảo này duyên là gì duyên là cảnh sát nếu mà duyên là cảnh sát trưởng nếu mà bắn đúng người ấy cũng sẽ chết thì con sói kia nó cắn một phát nữa thì là nó sẽ thắng. Ờ thế nên thằng nam bảo, thằng nam nó mới bảo là bắn ngẫu nhiên. Ơ à bởi vì nó biết tỷ lệ là đi mẹ bắn lệch là cao. Mày thằng đạt là gì ấy bây giờ cứ dí tao ấy giờ một là mày hay là thằng Thức ơi thằng Trường với thằng Duyên tao tin rồi thằng Thức là kỹ sư tao là ngỗng ba gang bởi vì là ai ai tao nhỉ phân tích cho mày làm đéo thì còn ngỗng ba gang bây giờ nhá có ngỗng ba gang nhà mày đéo ê ê ê tao nhảy cống với chúng mày xem tao là kỹ sư tao nhảy cống với chúng mày xem nhá thế thằng okay. Nam bắn mẹ thằng Nam ơi tao là người Canada rồi ơ à, sao lúc nào mày cũng dí tao vậy trong khi ví dụ như bắn tao nhá từ. Nãy giờ thằng Thức tao phải giết thằng Thức trước rồi đúng không tao phải giết từ, thằng Thức trước rồi nhưng mà từ, thằng Trường đâu thằng Đạt thằng Trường đâu rồi Trường đâu rồi? Hay bắn mẹ Trường ấy. Đấy nhưng mà bắn thằng Trường nhá. Mẹ bây giờ xó giáo lộ rồi. Đi đấy đi rồi bây giờ bắn hết Trường nhá. Gì? Nói gì cơ? Mày bắn. Từ từ tao bảo tao nghĩ là thằng Đạt thằng bọn Trường thôi thằng Trường tao nghĩ nhá thằng Trường á với cái nếu mà nó rất là hiếu chiến đúng không nên là nếu mà nó là cái gì quên mẹ tên rồi cái gì ấy cũng tự thì nó sẽ ở kệ đi nói tiếp nó sẽ ở đây là với mình đúng nó sẽ ở đây lập luận mình chứ nó không bao giờ là chạy đi như thế đâu tao thề luôn vậy thì nó sẽ là gì vì cái gì ở ê thằng Đạt lại cười một vài tử thích thắng tử thằng Đạt cười đời đấy mẹ tao nghĩ thằng Đạt mới lìn luôn ấy từ lam mày bây giờ nhá duyên này hả duyên bây giờ tất cả anh em lên chỗ chuông tao bảo chuông này cũng cứ à, lên chuông bấm để thằng áp sát nó bắn à đừng bấm đừng dung bây giờ nhá duyên bắn Trường mà duyên chết thì tao phải làm chuông bắn giết thằng Đạt ok chưa nào okay. Mày đi thằng Đạt đi dùng dưới này mày đứng okay. Ở tao gì mày tại sao bắn Trường ấy đi đi mày sao bắn Trường ta đấy thằng Đạt nhá thằng Đạt nhá bắn đi thằng Đạt tao phải đéo đâu ơ đi mày bắn tốt kia đi nha đi làm gì đó đi rồi.
Đi về chỗ Đạt nha, đừng giết tao. Đạt sao ấy? Đạt sao ấy? Nè 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 nè. Ôi, từ Đạt là sao ấy? Ê, sao thằng Đạt được nè nè nhờ, thì nè hay hay. Ê, bây giờ nhá, tốt nhất là bạn chỉ cần đạt cái nhóm của thằng trường như vậy cho nhanh. Duyên ra bản năng làm nhiệm vụ ấy cho win. Tao nghĩ thằng trường lắm. Ui, đó nó không giết người, không dám giết người, làm nhiệm vụ ấy. Thì mày bắn đi, mày bắn thằng trường đi, mày bắn thằng trường đi. Làm nhiệm vụ ấy. Duyên ơi, bắn tao đi Duyên. Ê, tập hợp ở chỗ. Đố rồi bắn tao ấy. Hả? Bắn tao ấy, đố rồi bắn tao ấy. Không. Ê, hay thằng Nam nhỉ? Ờ, bắn làm nhiệm vụ đi chứ. Đi làm nhiệm vụ đi. Tao bảo. Làm nhanh lên để còn chơi vắn nữa nào, không mà máy tao mà hấp hối rồi. Nhưng mà mày đã gì ấy? Mày đã gì tao ấy? Tao là ngỗng ba gang, không thì bắn tao luôn cũng được, xong rồi tự vì bọt tự vột nhốt nhau cũng được cho nhanh. Bố mày đi bắn nhanh thì bố đi sạc máy. Đây, đã đây rồi. Nhưng mà từ từ đã, tao nghĩ thằng... Tao sẽ bắn thằng trường trước. Đây rồi. Tao sẽ bắn thằng trường. Bắn mẹ Đạt luôn. Ê, tao bắn thằng Đạt. Bắn Đạt đi. Mày bắn tao là game thua. Bắn đi tao luôn. Đúng rồi. Tao bắn thằng Đạt. Thằng trường nhớ chị ra. Tao chưa ấy, thằng trường. Đấy, xong rồi. Nhà tao đang làm nhiệm vụ. Chúng mày lên mà bấm chuông. Tao đứng đây, tao cái chuông. Làm nhiệm vụ để mà win đi. Lần mãi gì. Bắn nhanh lên. Mẹ làm nhanh. Ê, bây giờ nhá. Bắn cái cất. Thằng Đạt. Chấm luôn. Đạt lên chỗ chuông. Đạt lên chỗ chuông. Im đi, tao bắn một đứa. Tao bắn một đứa nhá. Trường hoặc là Đạt. Tao nhập vụ đi là win. Đứng ra này. Mẹ, mà bắn kiểu giải quyết em xui này. Nhìn tay Duyên run à. Tôi chọn này Duyên à. Trường tới đây, Trường rồi. Đây, tao bảo. Mày định bắn tao đúng không? Bố đứng một góc. Tao bắn Đạt nhá. Ok, mỗi đứa đứng một góc. Bắn đi. Bắn tao thì mẹ bị đi rồi. Bắn đi, địt mẹ, để thằng Đạt ra. Bây giờ địt mẹ tách là dàn hàng ra xong rồi. Thằng Đạt chắc chắn luôn. Thằng Đạt bây giờ nó tháo cái gì để nó bắn Duyên này. Tí nó bắn một Duyên, tí nó bắn một Duyên là hết cảnh sát thưởng. Tao bấm chuông, tao bảo bây giờ là địt mẹ xếp bắn đu qua. Tao định bắn thằng Đạt rồi. Bắn tao là địt mẹ đơn thua rồi. Địt mẹ game lâu ấy. Đang cố gắng để chú ăn game này. Bốt thằng Đạt. Bốt thằng Đạt thằng chuông. Chú ăn game này lắm rồi. Bốt Đạt bắn trường. Bốt Đạt bắn trường nha. Ok, tao chấp nhận bắn sao không được. Bắn tao ấy mày. Win không? Win. Win mẹ ơi. Cuộc bắn theo đủ. Thì về Đạt ngu quá luôn. Thằng Nam lên. Đạt ơi. Anh Đạt ơi. Đông như thế em xử lý nào được? Toàn đứng cạnh nhau. Nhưng mà vấn đề là đang đẩy thằng Trường mà, đúng không? Bây giờ mày giết thằng Trường xong anh chỉ sabotage ra là chúng nó không bấm chuông được. Đúng không? Đấy được cút. Đây nhá. Nhưng mà vấn đề là có cái lúc mà bốn đứa đang đi với nhau còn Trường đi lẻ là chúng nó đang định bắn mày đấy Trường ạ. Đúng rồi. Xong rồi anh đóng cửa lại, anh chặn mày, anh không cho mày vào nói chuyện. Cho nói. Làm hết rồi Đạt ơi. Là anh hiểu với Đạt là không có tí nghiệp đâu, không có tí nghiệp cũng phí. Phí nghiệp phí. Cái nhất là hay là
Đạt, thằng Đạt lộ ấy, cái cả thằng... Có nghĩa là... Đạt lộ, có nghĩa là anh... Đạt lộ với lại Duyên với lại Nam là... Tại sao Đạt lại biết thằng trước là thầy đồng? Đạt không biết thằng trước thầy đồng được, không biết thằng trước thầy đồng được. Đạt có thể biết... Không, thằng là... thằng trước tự nhận là thầy đồng. Thằng trước tự nhận là thầy đồng. Không có nhận đâu. Thằng Đạt nó bảo anh là... Nó có nhận. Nó nói bao nhiêu người chết. Nó nói bao nhiêu người chết. Anh biết. Em đi làm trận nữa nào. Sẵn sàng đi làm trận nữa nào. Làm trận nữa rồi ngủ. À, làm biết được đạt ơi. Em Hoàng ơi. Chết nghĩ rồi. Còn tận 4 đứa anh ạ. Thì nghiệp phí quá. Anh có bị nghi không? Thì anh nghiệp phí. Ừ. Vấn đề là phải chấm luôn. Nếu bây giờ mấy bọn fan gấu này ngu quá nhỉ. Đã còn fan gấu bây giờ con vịt nó không dám giết như thế thì ra đi làm đi mà làm nhiệm vụ để mà win đi. Cứ đứng dí nhau là nhiệm vụ đi ấy, nhiệm vụ đấy là đi cùng nhau làm nhiệm vụ thì ấy sao được. Nhau, cứ đi đòi dí nhau. Lúc bốt tại sao thằng Đạt không được bắn người vậy? Đạt có phải là... Em có vẻ ám sát đâu, anh là ám sát. Anh là ám sát. Tao thật thôi. Anh ơi, cái roll night của em phế tốt kỳ luôn. Em soi, em tưởng soi xong phải tương sau thì mới biết đấy. Em biết được mỗi thằng Nam là kiện lại chả làm được cái gì. Nhưng mà Nam chơi kiện kiểu gì ấy, Nam cứ đẩy vịt thế. Nhưng kiện kiện đến làm sao thắng được không? Cái gì nhờ? Em vịt nó giết xong rồi nó report luôn, em không ăn được xác. Lúc đấy là còn mỗi 2, còn mỗi 3, 4 người làm sao em thắng được. Khoáng ơi. Alo em nghỉ nhá. Cái gì mày cũng đừng cho nó cũng thắng chứ. Nốt game đi. Cứ bản game đi. Cứ bản thì của em ấy ạ. Tính hiểu ạ. Ờ, có mày. Trước hai, nốt game nhá. Nói chung là anh biết là chúng mày đang nhắm anh rồi nên là anh chọn phí anh, hiểu không? Phí hiểu là phí quá, không ừ, vấn đề là anh đang định là anh giết người ở chỗ đông người ấy. Đấy, nhưng mà anh mới giết được một người mà Đạt đã report rồi. Anh giật mình. Không, nhưng mà anh là anh định là giết ở chỗ đông người. Mày giết tao đúng không? Có thằng tức rồi. Ôi. À. Ô. Không có giết người từ xa đúng không anh? Đứng đông ấy nhở? Đứng đông anh không nhìn thấy. Đường với Nam. Đứng anh. Em thấy cái Đức Anh này, Duyên này. Em vừa đi ra thấy chết nhá.
Đức nghề. Đức nghề xong rồi anh thấy giết luôn. Giết luôn. Đức, Đức anh nhảy vào giết, em vừa đứng đứng ở đấy xong. Em đứng im ở đấy phát thấy Đức anh á. Đức anh nhảy. Lúc đấy. Lúc đấy tao mù mắt phát, lúc đấy tao. Có thể là có nhưng có thể là Đức Anh thấy em nhìn thấy em chữ màu đỏ đấy. Ừ, lúc đấy cũng đông người quá anh chẳng nhìn thấy đâu. Bỏ qua. Ơ, Đức Anh mà. Ô, vô được anh ấy. Kíp mà. Đức Anh xanh rồi. Bấm nhầm nhưng mà mày không chết. Không, bấm nhầm thì là vịt. Không chết. Thì con kia là vịt. Cái gì đấy? Tôi chết liên tục vậy. Cái gì ấy? Trường nhá, hình như thằng Trường ra thôi. Em thấy cái con vàng vàng, em thấy công an nhỏ đứng ở đấy. Ê, nhưng mà anh... Em thấy anh Hiệp với công an nhỏ đúng không? Đúng rồi. Chấm. Nhưng mà em vẫn nghĩ Đức Anh. Này, đi Đức Anh. Em nói trước em là kẻ đấm chẳng nói. Ui, vào tù rồi. Phàng ơi Phàng, anh hỏi mày là gì?
Sao anh, sao anh? Mày là gì? Em Fabi. Hả? Fabi. Nãy em với anh Hiệp ấy.